trở lại với chị Hằng My cùng những thông tin về thời tiết. Khu vực Nam Bộ ngay chiều nay đã có mưa lớn và có nơi còn xảy ra tình trạng ngập úng. Không biết là diễn biến thời tiết sắp tới như thế nào vậy chị? Dạ vâng, thưa chị Thiên Nhi, thưa quý vị khán giả, Nam Bộ vẫn tiếp tục mưa to trong ngày mai đấy ạ. Mưa dông sẽ xuất hiện từ khoảng 1 giờ chiều trên toàn khu vực. Cảnh báo có nơi mưa to vượt 50mm như là những vùng màu xanh lá cây ở trên bản đồ. Mưa to dồn dập trong thời gian ngắn dễ gây ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp hay là các khu đô thị. Đồng thời thì trong mưa dông cũng cần đề phòng với gió giật, lốc xét gây nguy hiểm. Trời mưa là điều kiện cho muỗi gây bệnh sốt xuất huyết gia tăng. Những ngày gần đây, Nam Bộ đã ghi nhận những ca sốt xuất huyết, trong đó nhiều trường hợp trẻ em nhập viện trong tình trạng nặng như là sốc sốt xuất huyết, chuyển biến nặng, suy đa cơ quan. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên tích cực diệt muỗi, loang quang, cho trẻ ngủ mùng và cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để có thể đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời. Nếu thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, quấy khóc ly bì, đau bụng, chảy máu cam, máu răng thì tốt nhất nên đưa trẻ đến viện ngay. Với Cần Thơ dự báo chiều mai mưa cũng xuất hiện kèm theo dông sét. Còn trước đó thì trời có nắng mây đan xen, nhiệt độ không quá là 32 độ. Quý vị cũng nên tranh thủ ngày nghỉ để có thể dọn dẹp nhà cửa, phòng bệnh sốt xuất huyết. Mưa về chiều còn từ sáng đến trưa mai thì toàn Nam Bộ trời sẽ có khoảng nắng. Nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 32 đến 34 độ. Thậm chí thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa còn nắng nóng với mức nhiệt 35 độ. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang trong đêm nay và ngày mai có mưa dông. Trong cơn dông tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa.